Hello các bạn, hôm nay tôi sẽ đi bắt cá. Đây là một biển lava rất là rộng lớn. Các bạn nghĩ lava, cá sống ở đây làm thế nào không? Các bạn nhầm rồi, đấy là một loại cá nổi tiếng, cá to lắm. Tôi không có tiền để mua cá, đừng để ý số tiền bên trên kia. Tôi nói là không có. Bây giờ đi bắt cá nhá. Điện, đánh cá bằng điện. Kia là đuổi những con cá lớn. Cá đình, cá không thể thấy mình được, mặt gió dễ hơn. Còn cái biển stop, đập vào đầu bọn cá. Thôi, giờ đi bắt cá thôi. Vâng, thưa các bạn, sau một hồi bắt cá khá là lâu, cuối cùng tôi đã có cá to rồi. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, cá to lắm. Tôi nghĩ là con cá này ngoài việc nấu ăn ra nó còn thể giúp tôi thống trị thế giới. Cá to ăn như thế này đập thì thằng nào mà chịu được, mau chúng thắng rồi. Thôi, bye các bạn nha. Xong trận này, tôi cũng mang con cá này đi nấu là món ăn ngon này.